thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ có pha cứu thua không tưởng vào đúng phút cuối. Thủ môn Medgunok của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có pha cứu thua không tưởng trong những phút cuối trận đấu với đội tuyển Áo tại vòng 1/8 Euro 2024. Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền vào tứ kết Euro 2024 sau khi đánh bại Áo với tỷ số sát nút 2-1. Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của Gunok, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã phải đá hiệp phụ và thậm chí là luân lưu. Pha cứu thua khó tin của Gunok. Tình huống diễn ra ở phút 94. Tiền vệ Christo Bomagern bên phía đội tuyển Áo có đánh đầu cận thành sau một pha treo bóng khó chịu được thực hiện bên cánh trái. Bóng đi đập đất hướng thẳng về góc xa. Tất cả đều nghĩ bàn thắng gỡ hòa sẽ đến với đội tuyển Áo và trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ. Nhế nhưng thủ môn Gunok đã có pha bay người nhanh như chớp đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Theo The Sker Philosophy, pha đánh đầu vào phút cuối của Bomagern có tỷ lệ Sker, bàn thắng kỳ vọng, lên tới 0.94, về cơ bản, thủ môn chỉ được kỳ vọng cứu thua trong 6%. Pha cứu thua của Gunok đã giúp Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua đội tuyển Áo. Đây được coi là pha cứu thua hay bậc nhất Euro 2024, không chỉ vì đó là một pha bóng khó mà nó còn xảy ra ở thời điểm đầy nhạy cảm, phút bù giờ cuối cùng. Chiến thắng trước Áo giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành chiếc vé cuối cùng tham dự vòng tứ kết, và đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Hà Lan. Cơn lốc màu da cam vừa hủy diệt Romania với tỷ số 3-0. Trận đấu giữa Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào lúc 2:00 ngày 7 tháng 7 theo giờ Việt Nam.